Vâng, nông dân Dương Vi xin kính chào cô dì, chú bác, các anh, các chị và các bạn thân mến. Sau đây, Dương Vi sẽ chia sẻ những cái tổ chức phản động lưu vong đang hoạt động ở nước ngoài. Qua đây, Dương Vi làm cái live stream này cũng thời gian ngắn rồi. Thứ nhất, để cho những người vào xem live stream trực tiếp thì biết được những cái tổ chức và cái bản chất của bọn chúng là một. Cái thứ hai, qua đây nhờ cái kênh Giải Độc Chính Trị đăng cái clip này lên trên kênh Giải Độc Chính Trị càng sớm càng tốt. Bởi vì trong ngày hôm nay kênh An Ninh TV cũng công bố danh sách hai người mà vừa bị bắt xong á, cũng liên quan đến cái tổ chức phản động Đào Minh Quân ở hải ngoại. Sau đây Dương Vi đi vào cái nội dung bài viết. Các tổ chức phản động này được hoạt động từ rất là lâu rồi. Có nhiều cái tổ chức nó thành lập từ khoảng đầu thế kỷ 19, tức vào khoảng 1920 cho đến 2010 mấy này, tiếp tục nó lại có nhiều cái tổ chức mới phát sinh ra. Nhưng mà cái cơ bản, cái bản chất của bọn chúng á, thứ nhất mang tiếng là đấu tranh cho nhân dân Việt Nam. Nhưng ngược lại thì những cái tổ chức đó, có nhiều tổ chức thì nó hoạt động chống phá Việt Nam rất là quyết liệt. Còn nhiều tổ chức nó mang danh là hoạt động để đấu tranh cho Việt Nam, như ở nước ngoài ấy, nó chủ yếu là lừa đảo kiều bào ở hải ngoại để khuyên góp tiền cho bọn chúng, để làm giàu cho chúng thôi. Đấy. Đứng thứ nhất là Việt Nam Quốc Dân Đảng, được thành lập năm 1927 do Trần Tử Thanh phụ trách, bây giờ là Trần Thắng. Thứ hai, Đại Việt Quốc Dân Đảng, nó thành lập từ năm 1939. Đấy, trải qua nhiều cái biến cố, đến năm 1975 thì không hoạt động ở trong nước nữa. Lúc đó sau giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước ấy, thì cái Đại Việt Quốc Dân Đảng tan rã. Nhưng mà bây giờ bọn chúng lại ở bên Mỹ tiếp tục hoạt động. Ngày đó hoạt động là do Trần Trọng Đạt khởi xướng ra cái Đại Việt Quốc Dân Đảng này. Thứ ba, Đảng Tân Đại Việt, nó thành lập năm 1964, hoạt động đến năm 2002 cầm chừng. Và sau năm 2002 ấy, cái đảng này lại tiếp tục được các nhà đấu tranh dân chủ cuội ở hải ngoại nó lợi dụng, đưa cái Đảng Tân Đại Việt này ra để kêu gọi mọi người tham gia vào cái Đảng Tân Đại Việt đó, có cái biệt danh là Máng Xà ấy, người này phụ trách. Thứ tư, Đại Việt Cách Mạng Đảng, hoạt động từ năm 1965 cho đến nay, do Trần Dũng Minh Dân nó cầm đầu. Tiếp đến là Nguyễn Văn Lung, đó là hai kẻ nó phụ trách cái Đảng Đại Việt Cách Mạng Đảng. Thứ năm, Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng, thành lập 1982. Đối với Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng ấy, do Hoàng Cơ Minh cầm đầu, sau này đổi tên là Việt Tân. Lát Dương Vi sẽ nói về cái đảng Việt Tân này sau. Hoàng Cơ Minh, Đỗ Hoàng Điềm, Lý Thái Hùng và Hồng Thuận. Thứ sáu, Đảng Nhân Dân Hành Động Việt Nam, do Nguyễn Tường Bá cầm đầu. Thứ bảy, Đảng Dân Tộc Việt Nam, hoạt động từ năm 2003 đến nay, do Nguyễn Khánh, Nguyễn Hữu Chánh cầm đầu. Thứ tám, Đảng Dân Chủ Nhân Dân, do Đỗ Công Thành cầm đầu. Thứ chín, Đảng Thăng Tiến Việt Nam, do Nguyễn Phong cầm đầu. Thứ mười, Đảng Vì Dân, do Nguyễn Công Bằng nó cầm đầu. Hầu như những thành phần này nó đại đa số ở bên Mỹ là chủ yếu. Thứ 11, Đảng Vì Dân. Thứ 12, Đảng
Dân chủ thế kỷ 21 hoạt động từ năm 2006 đến nay do Hoàng Minh Chính, Trần Khuê cầm đầu. Thứ 13, Đảng Người Việt Nam Yêu Người Việt hoạt động từ năm 2008 đến nay do Đỗ Hiếu Nam cầm đầu. Thứ 14, Tổ chức Phục Hưng Việt Nam hoạt động từ năm 1978 đến nay do Trần Văn Sơn, Trần Trọng Ngà, Ngô Quốc Xí cầm đầu. Thứ 18, Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam 1980-2004 do Hoàng Cơ Minh cầm đầu. Hoàng Cơ Minh này cũng từ cái Đảng Việt Tân nó sinh ra. Lát Dương Vi sẽ phân tích về cái Đảng Việt Tân này, bởi vì cái Đảng Việt Tân nó hoạt động rất là mạnh ở trong nước Việt Nam. Thứ 19, Liên minh Dân chủ Việt Nam do Ngô Thanh Hải, Nguyễn Văn Thiện cầm đầu hoạt động từ năm 1981 cho đến nay. Thứ 20, Tập hợp Dân chủ Đa nguyên do Nguyễn Gia Kiểng nó cầm đầu. 21, Hội HO cứu trợ thương phế binh và quả phụ Việt Nam Cộng hòa hoạt động từ năm 1992 đến nay do Nguyễn Thị Hạnh Nhơn cầm đầu. Mà Dương Vi cũng làm cái live stream nói về cái nhóm HO cứu trợ thương phế binh Việt Nam quả phụ ấy, mới đây đâu, được đăng trên kênh Giải Độc Chính Trị ấy. Thứ 23, Liên minh Quân chủ Lập hiến Đa nguyên Việt Nam do Nguyễn Tiểu Chánh cầm đầu. Thứ 24, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Tự do 1995-2008 do Nguyễn Khánh, Nguyễn Hữu Chánh, Lâm Ngườn Tánh cầm đầu. Và cái Chính phủ Lâm thời Việt Nam Tự do này bây giờ có ông Đào Minh Quân nó tách ra ở Chính phủ Lâm thời Việt Nam đấy, do ông Đào Minh Quân tự xưng làm Tổng thống ấy. Chính cái tổ chức này này hôm 21 tháng 8 lại bị bắt thêm hai người, một người sinh năm 1949, một người sinh năm 1988. Mời quý vị vào kênh An Ninh TV xem lại, nó có ở đấy, thứ hai mấy rồi nhỉ. Vâng, một lần nữa Nông Dân Cộng sản Dương Vi xin kính chào tất cả các anh các chị vào xem live stream sau nhé. Tiếp đến, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Tự do, Dương Vi vừa phân tích rồi đấy, có cả cái Chính phủ Việt Nam lâm thời của ông Hoàng Cơ Minh, ông Đào Minh Quân đấy. Tiếp đến là Tập hợp Đồng Tâm do Lý Việt Hùng cầm đầu. Tiếp theo, Đoàn Thanh niên Phan Bội Châu, nó có cái mật hiệu là 100PX ấy, Huỳnh Tân Sam cầm đầu. Còn cái phong trào dân chủ Việt Nam ấy, hầu như là không có ai cầm đầu. Đấy, cái này nhé, thành phần live stream các thứ hô hào linh tinh, nó tự phong nó làm thủ lĩnh hết. Như Tân Thái, Benny Trương hay là thằng Trương Quốc Quy, hay là bây giờ có thằng Đông Tà, Hoàng Nguyên. Đấy, bọn ấy nó cũng tự xưng cầm đầu. Còn ở bên Úc như thằng Quân Trương, riêng cái phong trào dân chủ Việt Nam này rất là nhiều cái thành phần Facebooker, ai cũng xưng mình là thủ lĩnh hết đấy. Tiếp đến là phong trào quốc dân đòi trả tên Sài Gòn do Nguyễn Hữu Lễ cầm đầu. Còn cái nhóm Tập hợp Thanh niên Dân chủ ấy, do Hoàng Lan cầm đầu. Đấy, Liên minh Dân tộc Việt Nam do Linh Quang Viên cầm đầu. Ký hiệu của cái đội này hầu như lấy lá cờ ba sọc ra để kêu gọi những người xa xứ, những người mà đi trước năm 1975 hay sau 1975 ra đi theo diện đu càng hoặc HO hay là tị nạn gì đấy, để lừa đảo bà con để kiếm sống. Tiếp đến là Liên minh Dân chủ Việt Nam Thuần túy, Lý Hiện Tài cầm đầu. Đấy, trong đó có Phan Văn Thành. Phong trào Phụ nữ Việt Nam Hành động Cứu nước hoạt động từ năm 2009 đến nay ấy,
do Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Trần Thị Ông Khương, Đặng Thị Danh cầm đầu. Mà cái phong trào phụ nữ Việt Nam hành động cứu nước này này đã từng bị có người bị kết án theo điều 88 của Bộ luật hình sự sửa đổi ấy. Dương Vy bây giờ lướt qua các danh sách thì Dương Vy sẽ phân tích một số cái tổ chức. Lực lượng dân tộc cứu nguy tổ quốc, Trần Trọng Ngà này, Đặng Thành Tâm, Ngô Quốc Xí, Chu Văn Cương, Trần Minh Trung cầm đầu. Bọn chúng hoạt động cũng rất là lâu. Cái mặt trận dân tộc cứu nguy Việt Nam hoạt động từ năm 2010 cho đến nay ấy, do Phạm Trần Anh, Nguyễn Chính Kết cầm đầu. Hội Phụ Nữ Âu Cơ hoạt động cũng từ năm 2010 cho đến nay do Phạm Thiên Thanh cầm đầu. Bạch Đằng Giang do Phạm Bá Hải cầm đầu, hoạt động từ năm 2011 cho đến nay. Còn Đảng Xây Dựng Việt Nam ấy, cũng hoạt động từ năm 2011 cho đến nay do Nguyễn Việt Phúc Lập cầm đầu. Mặt trận cứu nguy dân tộc cũng do Nguyễn Việt Phúc nó cầm đầu. Chủ yếu là cái đám này nó mở ra những cái tổ chức này này, nó kêu gọi mở ra những cái hội đoàn, những cái đêm nhạc hộ, trong live stream kêu gọi mọi người ủng hộ, bê thùng đi quyên góp và đấu tranh trong cái phong trào ủng hộ, phong trào đấu tranh trong nước Việt Nam. Nhưng mà thực tế bọn chúng bỏ tiền hết vào túi thôi. Còn một số tổ chức tôn giáo, thí dụ như Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, nó hoạt động từ năm 1964, 1981, 1991 cho đến nay ấy, do Thích Viện Lý cầm đầu. Có thêm tên Thích Thông Lai ở trong đó nữa, mọi người biết Thích Thông Lai ấy. Đấy, còn cái Liên đoàn Khmer Campuchia Crom ấy, do Ngọc Thạch nó cầm đầu. Tổ chức Quý Người Thượng Nhà Nước Đề Ga, cái thằng Kosukot này này, nó thành lập ra, người này, thằng này là người ở Tây Nguyên nhé, nó thành lập ra cái Tổ chức Quý Người Thượng Nhà Nước Đề Ga này này, là nó kêu gọi kích động đồng bào ở Tây Nguyên bạo động năm 2001-2004. Lát sẽ vào cái bài đó, Dương Vy sẽ nói sâu hơn một chút. Còn thêm nữa, ở hải ngoại ấy, còn cái đồng bào dân tộc Mông đang sinh sống ở bên Mỹ, nó có khoảng 160 tổ chức. Nhưng mà chủ yếu là nó rời rạc. Nó kêu gọi tập hợp người Mông ở khắp 51 tiểu bang nước Mỹ ấy, liên kết lại với nhau để thành lập một cái vương quốc Mông ở Việt Nam, ủng hộ những người gọi là theo đạo, xong là thành lập ra vương quốc Mông. Xảy ra cái vụ ở Mường Nhé Điện Biên nhỉ, Mường Nhé Lai Châu ấy, cũng có bàn tay của những cái kẻ phản động ở đó. Không biết Dương Vy cứ lột tả cái danh sách của cái đám phản động này ra nhiều này có nguy hiểm không ấy. Những cái tổ chức phản động này nó là tập hợp nhóm người có tư tưởng phản động chống lại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Chúng dùng nhiều hình thức, trong đó có mạng xã hội để tuyên truyền kích động, lôi kéo người dân tham gia các hội nhóm trá hình. Đấy. Các tổ chức phản động ấy, thường dùng luận điệu phản biện xã hội, đấu tranh vì dân này, nhân quyền, xây dựng xã hội dân sự, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ v.v. Đấy, để tuyên truyền xuyên tạc cái đường lối chính sách, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, kích động cái tư tưởng thái độ thù địch. Ở đây ấy, nổi bật nhất phải nói đến Tổ chức Việt Tân. Tổ chức Việt Tân này có tên đầy đủ là Việt Nam Canh Tân Cách Mạng Đảng. Cái văn phòng chính một bên, một văn phòng chính ở Mỹ, hai là ở Bangkok, Thái Lan. Mà cái tổ chức này này từng hoạt động ở tại Ubon, Thái Lan nhá. Nó có báo kháng chiến này, Đài Việt Nam Kháng Chiến này, Chân Trời Mới. Đối tượng cầm đầu chỉ huy là Đỗ Hoàng Điểm, sinh năm 1963, quốc tịch Mỹ, chủ tịch Việt Tân.
Hai là Lý Thái Hùng, sinh năm 1953, quốc tịch Mỹ, tổng bí thư Việt Tân. Đấy, cái quá trình hình thành ấy, thì từ năm 1981, Hoàng Cơ Minh nguyên chuẩn tướng, phó đô đốc hải quân, chính quyền Sài Gòn cũ thành lập Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam, sau gọi tắt là Mặt trận, nhằm chống Việt Nam bằng hoạt động vũ trang khủng bố. Năm 1982, Hoàng Cơ Minh lập ra Việt Nam Anh Tân Cách Mạng Đảng là cơ quan đầu não chỉ huy hoạt động của mặt trận. Các thành viên mặt trận đồng thời cũng là thành viên của Việt Tân. Ở đây Dương Vi có một người từng biết đến tên một người là thuộc K9 của tổ chức Việt Tân xâm nhập vào Việt Nam để ám sát khủng bố. Lát Dương Vi sẽ nêu tên sau, mà cũng hay lên diễn đàn lắm á. Sau khi thành lập á, Việt Tân tổ chức tuyển mộ huấn luyện cho thành viên cách thức sử dụng vũ khí vật liệu nổ, tiến hành các hoạt động khủng bố, phá hoại bắt cóc thủ tiêu con tin, tiến hành các chiến dịch Đông Tiến 1, Đông Tiến 2 và Đông Tiến 3, đưa các toán vũ trang xâm nhập vào Việt Nam á, qua Thái Lan xâm nhập sang Lào, Campuchia về Việt Nam để lập bất cứ tiến hành hoạt động bạo loạn khủng bố, nhưng đã bị các cơ quan chức năng của Việt Nam ngăn chặn và vô hiệu hóa. Các toán này này, nó tổng cộng là có 3 toán, nào có khoảng hơn 46 tên thôi. Riêng ở nước ngoài ấy, cái tổ chức Việt Tân này thành lập cái đội sát thủ K9 do các thành viên cốt cán cầm đầu, chuyên tiến hành khủng bố thủ tiêu những nhà báo gốc Việt, đưa tin bạch mặt hoạt động lừa đảo kiều bào của Hoàng Cơ Minh ra với đồng bọn, trong đó có ông Dương Trọng Lâm, chủ bút báo gọi trong ngoặc kép là Cái Đình Làng tại San Francisco, và ông Nguyễn Đạm Phong, người sáng lập Tự Do tại Houston. Chính con trai Nguyễn Đạm Phong đã vạch mặt ra rất là nhiều cái tội ác của tổ chức khủng bố Việt Tân này. Hiện nay ấy, cái tổ chức Việt Tân này lại tiếp tục tuyển mộ huấn luyện, chỉ đạo các thành viên xâm nhập vào Việt Nam kích động biểu tình, phá rối an ninh, bạo loạn, thủ tiêu, bắt cóc con tin, đưa người ra nước ngoài đào tạo huấn luyện, tổ chức các khóa đào tạo trực tuyến về phương thức hoạt động khủng bố, phá hoại, tàn phá lên mạng Internet, hướng dẫn các cách chế tạo bom xăng để phục vụ hoạt động khủng bố, phá hoại, ám sát. Cơ quan chức năng Việt Nam ấy, đã bắt và xử lý rất là nhiều đối tượng là thành viên của Việt Tân phạm tội khủng bố, như Nguyễn Quốc Quân, Nguyễn Thị Thanh Vân, Trương Leon. Mà năm nay ấy, bắt Nguyễn Đăng Tính xử 11 năm 6 tháng tù và 5 năm quản chế, cũng là thành viên của tổ chức Việt Tân. Còn cái thành viên tổ chức của Đào Minh Quân ấy, cái tổ chức Đào Minh Quân này này, chỉ là lừa đảo bịp bợm là chính thôi. Còn những kẻ trong nước ngu ngơ tin theo ông Đào Minh Quân vào tù vô tội vạ, hôm nay bị bắt, hôm 21 bị bắt 2 người ấy. Cũng do nhẹ dạ cả tin. Việt Tân ấy, là tổ chức khủng bố, do đó vậy đừng có gọi vào anh Nguyễn Sơn ơi, em đang livestream anh đừng có gọi vào. Trước khi muốn gọi vào cho Dương Vi á thì phải xem, kiểm tra xem Dương Vi có livestream hay không. Việt Tân là tổ chức khủng bố, do đó người nào có hành vi tham gia tuyên truyền, lôi kéo, xúi dục người khác tham gia và tài trợ hoặc là nhận tài trợ của tổ chức Việt Tân ấy, hoặc tham gia vào các khóa đào tạo huấn luyện do Việt Tân tổ chức hoạt động theo cái sự chỉ đạo của Việt Tân, sẽ là đồng phạm, là tội khủng bố và sẽ bị xử lý theo pháp luật quy định của Việt Nam, theo những cái điều luật mà nhà nước và pháp luật Việt Nam nó quy định hiện hành rất là rõ rồi. Đấy là nói về cái tổ chức của Việt Tân, nói sơ qua thôi. Còn cái khối thứ hai, nói về khối 8406 ấy, cái khối này này, khối 8406 là tên gọi của một tổ chức chính trị kêu gọi dân chủ đa nguyên tại Việt Nam. Tên khối 8406 xuất phát từ tuyên ngôn công bố ngày 8 tháng 4 năm 2006 của nhóm
là một tổ chức thành lập nhằm chống phá nhà nước Việt Nam ta. Cái quý người thượng ấy, lúc đấy Dương Vy cũng nhắc đến rồi, có tên tiếng Anh là Montagan Fundator, còn gọi là sáng hội người thượng hoặc tổ chức người thượng, là một tổ chức có mục tiêu chống cộng và bảo vệ cuộc sống văn hóa người thượng ở Tây Nguyên Việt Nam thông qua các biện pháp hòa bình. Đây là một tổ chức phi lợi nhuận được thành lập năm 1990, có trụ sở Nam California, Hoa Kỳ, và do Kasokot, một người dân tộc Gia Lai, làm chủ tịch. Đây là một cái tổ chức phản động chống phá nhà nước Việt Nam, chia rẽ cái khối đại đoàn kết dân tộc, lấy cái gọi là thành lập nhà nước Đề Ga, gây nên cái cuộc bạo loạn vào tháng 2 năm 2001 và tháng 4 năm 2004 tại Tây Nguyên đó. Còn cái ủy ban cứu người vượt biển các thứ là Dương Vy cũng có làm livestream trước đấy rồi, Dương Vy phân tích sâu về cái này rồi nên là Dương Vy không nhắc đến nữa. Còn nói về cái K9 thì Dương Vy có biết một người rất là lâu ở trong cái tổ chức của Việt Tân này, đó là Phạm Thanh, bạn rất thân của Ngô Tỷ đang sinh sống tại Mỹ, mà Dương Vy cũng đưa lên cái diễn đàn rất là nhiều. Phạm Thanh ấy từng xâm nhập vào Việt Nam và sinh sống ở Việt Nam, từng gặp mặt tướng Vàng Pao, tướng Phỉ Vàng Pao ấy, là vua người Mông, tự xưng vua xưng vương á, tướng Phỉ Vàng Pao này, tổ chức ám sát, tổ chức khủng bố ở nhiều địa phương, đặc biệt là các tỉnh biên giới phía Bắc và những khu vực trọng yếu ở Tây Nguyên. Đấy, chính tên Phạm Thanh này này, sau Hoàng Cơ Minh Đông Tiến 2 bị Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ đội Lào truy quét tại biên giới Lào và đã bị bắn chết tại đất Lào, thì cái tổ chức của Việt Tân ở Ubon, Thái Lan này sau đó đã tan rã sau lần Đông Tiến 3. Đông Tiến 3 đi được nửa đường thì đồng đội tự giết hại lẫn nhau là chính. Một số ít chưa xâm nhập vào được Việt Nam thì đã bị chết, còn số còn lại thì quay lại bỏ trốn. Một số đi qua Pháp, một số qua Úc, một số qua Đài Loan. Đấy, còn Ngô Tỷ trong quá trình bị đang chuẩn bị bỏ trốn ấy, tức là người mà Phạm Thanh này cứu ấy, trong quá trình bỏ trốn thì bị phát hiện nên đã bị cắt cuống họng. Thì Phạm Thanh cũng từ Đông Tiến 3 này này quay trở về Ubon, Thái Lan ấy, bắt gặp và đã cứu ông Phạm Thanh này. Đấy, sau đó Ngô Tỷ, Phạm Thanh đã cứu Ngô Tỷ. Sau đó Ngô Tỷ được Phạm Thanh đưa qua bên Hồng Kông. Từ Hồng Kông sau một thời gian ấy, đi qua Mỹ, còn Phạm Thanh sang bên Đức, bên Úc chứ, sang bên Úc. Trong cái quá trình hoạt động bên Úc, bên Đức thì Phạm Thanh lại tiếp tục với Ngô Tỷ là kết nối với nhau. Ngô Tỷ ấy vẫn chưa từ bỏ cái giá tâm gọi là xâm nhập vào Việt Nam. Tuy tuổi có, Phạm Thanh cũng vậy, Phạm Thanh vẫn mở các diễn đàn kêu gọi mọi người đấu tranh cho cái phong trào của cái cái đảng Việt Tân này. Ngô Tỷ cũng vậy, Ngô Tỷ đi vào các diễn đàn rất là bí mật, rất là kín kẽ. Nếu mà ai vô tình gặp á, nhìn cái comment của ông ấy thì rất là lịch sự.
kể cả trong cái nhắn tin qua Messenger cũng vậy. Dạ thưa anh, hoặc dạ thưa cán bộ này nọ, rất là lịch sự. Nhưng mà cái bản chất của cái đội này rất là nham hiểm, rất là độc ác. Chính Phạm Thanh ấy, nhiều lúc cũng đã tố cáo cái thế hệ đi sau ấy, như Đỗ Hoàng Điểm các thứ ấy, là làm việc không chặt chẽ, lừa đảo là chính. Nhưng mà trong cái quá trình làm việc về Phạm Thanh ấy, với Đỗ Hoàng Điểm nó không vào nhau. Chính vì vậy ấy, Phạm Thanh bây giờ bất hợp tác, kể Ngô Tỷ cũng vậy, bất hợp tác. Bởi vì Phạm Thanh với Ngô Tỷ này tách ra rồi, từ trong tổ chức Việt Tân tách ra một nhóm, thì cái đám Việt Tân mới, cái đám anh con mới lớn lên này này, muốn thủ tiêu cả Phạm Thanh với cả Ngô Tỷ. Nhưng mà Ngô Tỷ thì tìm hơi bị khó, Phạm Thanh thì nó công bố rõ ràng là chỉ có tìm được là nó cũng sẽ giết Phạm Thanh. Bởi vì cái bọn K9 ấy, bây giờ nó vẫn là một cái đội sát thủ cực mạnh của cái đám Việt Tân này, cái đám khủng bố này. Mà bọn chúng á có mối liên hệ rất là chặt chẽ với những cái thành phần phản động ở trong nước, đặc biệt là cái bọn như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục, Nguyễn Duy Tân, Nguyễn Ngọc Nam Phong. Chính vì thế chúng ta phải hết sức lưu ý về cái tổ chức Việt Tân này, cả tổ chức Đào Minh Quân, cả cái tổ chức Triều Đại Việt, Triều Bịp Bợm của Ngô Hoàng Hùng này nữa. Đó là những cái thành phần hay xâm nhập về nước để khủng bố, để kích động người dân. Nhưng mà mạnh nhất vẫn là tổ chức Việt Tân này. Vâng, bây giờ Dương Vy cũng xin kết thúc cái livestream ngắn này ở đây. Mời mọi người sang cái livestream của chú Bằng Nguyễn. Dương Vy cảm ơn mọi người đã theo dõi. Cái live này Dương Vy làm chủ yếu để đăng trên kênh Giải Độc Chính Trị thôi. Còn tối mai có thời gian Dương Vy sẽ live những cái live dài hơn, và sẽ mời mọi người lên cùng chia sẻ. Cảm ơn mọi người theo dõi.